Một chiếc điện thoại mà đúc bằng vàng nguyên khối thì mình dùng hoài nó mới hoài, nó không bao giờ cũ. Và Kỳ Lân cũng mệnh danh là chiếc điện thoại này là dùng hoài không cũ. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách. Hôm nay Kỳ Lân sẽ đưa tất cả quý khách đến với một cung bậc cảm xúc hoàn toàn mới, hoàn toàn khác. Đó là một chiếc điện thoại Nokia 8800. Nó không phải là một chiếc điện thoại Nokia 8800 như những chiếc điện thoại 88 trước đây mà Kỳ Lân đã từng giới thiệu ở những clip trước, mà nó là một chiếc điện thoại 8800 đặc biệt Gold. Toàn bộ thân vỏ đúc bằng vàng nguyên khối, vàng 18K AU750 chuẩn châu Âu. Và đây, xin mời camera đi cận cảnh chi tiết để anh sẽ lột những cái keo bảo vệ cho thấy được độ hoành tráng của chiếc điện thoại 88 đúc bằng vàng nguyên khối này. Đúc hoàn toàn là bằng vàng hết, vàng 18K hết. Đây, và kèm theo một cái khăn lau vàng để mình lau để thấy nó. Một chiếc điện thoại mà đúc bằng vàng nguyên khối thì mình dùng hoài nó mới hoài, nó không bao giờ cũ. Và Kỳ Lân cũng mệnh danh là chiếc điện thoại này là dùng hoài không cũ, vì vàng theo như quý khách đã từng coi những clip trước đây mà Kỳ Lân đã review rất nhiều rồi, thì cho dù chúng ta dùng cái tray cũ cửa nào đi chăng nữa thì chỉ việc đem lại Kỳ Lân, và Kỳ Lân có máy móc chuyên dụng để chuyên xử lý nhẹ, spa nhẹ lại, nó sẽ trở nên mới như ban đầu. Thì Kỳ Lân sẽ bảo hành về độ mới cho những chiếc điện thoại bằng vàng nguyên khối, những sản phẩm bằng vàng nguyên khối là trọn đời. Khi mà quý khách dùng cũ tray thì cứ việc qua showroom của Kỳ Lân sẽ spa lại như mới ban đầu, 10-15 phút là xong. Đây, camera cận cảnh giùm anh nha. Thì cũng xin được phép thưa với quý khách là khi mà Kỳ Lân quay review clip để mà giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, Kỳ Lân muốn những gì thân thiện nhất, những gì gần gũi nhất, những gì thực tế nhất. Ví dụ như những clip mà nhân viên Kỳ Lân quay review để mà khách xem thì bắt buộc phải có bao tay. Nhưng mà đối với Kỳ Lân là một người trực tiếp review và thực tế nhất thì Kỳ Lân muốn những cái gì gần gũi nhất, những cái gì thân thiện nhất đến với khách hàng, nên Kỳ Lân cầm bằng tay cũng như là khách hàng đang trải nghiệm bằng tay để mình thấy những gì nó mang đến chất thực tế. Thì như những clip mà trước đây, những cái 88 mà thông thường khác, thì những cái khác là từ 88 màu đen, màu nâu, màu carbon, Sophia nâu đen, hoặc là Acte Plus, Gold Acte. Thì màu thì quý khách sẽ để ý là ở phần sau này hơi khác màu một chút so với phần vỏ, tức là phần chỗ cái nắp sóng này nè, chỗ cái gáy nè, thì nó sẽ khác màu với một số cái chi tiết. Thì nhìn nó thật sự đối với một người như Kỳ Lân đây đang về đam mê những đồ luxury thì Kỳ Lân chưa có hài lòng. Cho nên là sản phẩm Kỳ Lân ra thị trường là những sản phẩm mà đã kiểm định về độ luxury rất nhiều rồi. Và đây là một chiếc điện thoại 88 màu vàng hồng, vàng rose gold, vàng khối đúc bằng vàng hết, tất cả là đúc bằng vàng nguyên khối. Và kể cả cái phần nắp gáy sóng này nó vẫn là vàng hồng luôn, nó đều và rất là đẹp. Để mà làm được cái màu của cái gáy nắp sóng này á, nó đồng bộ được với phần thân vỏ thì rất là khó. Và đây là một cái thế mạnh của Kỳ Lân. Và ở ngoài thị trường cũng như là những cái sản phẩm trước đây thì hầu như là chưa có. Trước đây thì Kỳ Lân có những sản phẩm bọc vàng thì nó cũng như thế này, nó vẫn đồng màu. Nhưng mà đây là một cái vàng nguyên khối. Đối với sản phẩm vàng nguyên khối á, thì chúng ta chỉ việc cầm lên một cái thôi là biết nó bằng chất liệu gì, bởi vì độ nặng của nó hơn những cái chất liệu mà trước đây của hãng làm sản xuất. Thường thì những cái mà chất liệu bình thường và mạ lên thì chúng ta dùng trượt lên trượt xuống á, và cộng với cái cơ nó chưa chuẩn thì nó sẽ hay bị trầy những cái đường xước ở đây, rất là khó chịu. Đối với Kỳ Lân chọn sản phẩm thì tất cả sản phẩm của Kỳ Lân cơ cực kỳ chuẩn như thế này, được bóc, và cái độ cả ma sát giữa cái phần thìa này và cái cơ trượt này nó sẽ có một độ khoảng cách nhất định để không bị trầy xước. Và nếu như ví dụ như chúng ta xài nó có bị trầy xước đi chăng nữa thì chỉ việc là bởi vì bằng vàng nguyên khối mà, thì qua Kỳ Lân spa lại nó sẽ bóng lại mới lại như ban đầu. Kỳ Lân nhấn mạnh là từ là như ban đầu, mới lại như ban đầu. Một cái điện thoại 88 mà nó đồng bộ màu từ tất cả phần thân vỏ, phần ở mặt trước, phần ở mặt sau, phần ở gáy, phần thìa, phần bụng này, tất cả chi tiết có đồng bộ nhất như thế này thì quá là đẳng cấp. Thì đối với những cái gáy thông thường thì có bán sẵn hoặc là đi mạ vàng gì đó thì
nó sẽ rất là dễ bị bay màu, thứ hai là nó mỏng, và thứ ba là nó sẽ dễ bị mòn tróc, hay góc mấy góc mình dùng bỏ túi quần hay là bao da nó sẽ bị mòn tróc. Nhưng đối với sản phẩm cái gáy của Kỳ Lân này thì được bọc vàng rất là dày, vàng nguyên khối bọc, và nó sẽ trở nên dày và đều màu, đẹp màu, và nó bền màu và không bị cái trường hợp đó luôn. Kỳ Lân, tức là những cái gì mà Kỳ Lân làm, những cái gì Kỳ Lân đang cung cấp ra thị trường thì những cái đó là Kỳ Lân đã trải nghiệm hết rồi, để Kỳ Lân biết được có những cái nhược điểm nào mà Kỳ Lân đang dùng. Thì khi mà Kỳ Lân bắt đầu kinh doanh hay là cung cấp dịch vụ thì Kỳ Lân sẽ biến tất cả những nhược điểm nó thành ưu điểm của mình cho sản phẩm của mình. Và như quý khách đã biết là xã hội ngày nay công nghệ phát triển rất là nhanh, rất là vượt bậc, và nói chung là nó hiện đại hóa cực kỳ nhanh luôn. Cho nên là công nghệ smartphone ra đời liên tục và liên tục nâng cấp thành những cái chức năng mà nó gọi là siêu sao luôn. Có những chức năng mà mình trước đây mình tưởng tượng là không thể có được những chức năng như vậy, nhưng mà ngày hôm nay có những chức năng rất tuyệt vời. Và chính vì hiện đại quá như vậy thì đối với công việc của chúng ta cần bảo mật, công việc mà chúng ta cần phải cẩn trọng, thì bắt buộc những chiếc smartphone thì nó sẽ không đủ đảm bảo về độ an toàn bảo mật. Vì vậy những quý khách rất cần bảo mật và sẽ quyết định dùng, hầu như là ai cũng bây giờ thì hầu như là dùng lúc hai cái điện thoại là bình thường hết rồi. Nên một cái để chuyên để nghe gọi. Thứ nhất là về bảo mật. Bảo mật là gì? Có nghĩa là những chiếc smartphone sẽ dễ bị cài những phần mềm mà theo dõi định vị hoặc là coi trộm tin nhắn này kia các kiểu đi. Thì đối với chiếc này thì khó để cài được những phần mềm đó. Cho nên là rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, quý bác tin và sử dụng. Và nếu như tầm của quý khách ở một vị trí cao thì không thể xài một chiếc phổ thông bình thường, và chúng ta phải chọn những cái sản phẩm phổ thông tương ứng với chúng ta. Cho nên là mình sẽ chọn là 88 hoặc là Vertu. Thì chiếc 88 này là nó hội tụ đủ yếu tố về sang trọng, cũng như là bảo mật, cũng như là phụ kiện, thời trang, trang sức cho quý khách luôn. Cái điều thứ hai mà quý khách chọn lựa sản phẩm này bởi vì nó rất là sang nữa, cực kỳ sang và phong cách trượt lên trượt xuống. Và cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề về pin. Pin của chiếc 88 nó rất là lâu hơn những chiếc smartphone rất nhiều. Và khi chúng ta dùng smartphone lướt web hay là làm việc, check mail, thì tất nhiên là chúng ta sẽ dùng wifi hoặc 3G, và tần suất mình dùng nhiều thì cái độ pin nó sẽ nhanh hết, cái lượng pin nó sẽ nhanh hết. Vì vậy nhiều quý khách đã chọn, và chắc chắn Kỳ Lân cũng chọn luôn, là mình sẽ dùng một cái để chuyên làm việc lướt web hay là lên mạng làm tất cả những việc mà online, và một cái để chuyên nghe gọi. Và chúng ta chia như vậy á, thì cái điện thoại nào chúng ta dùng trong hai cái này nó cũng đều dơ cái thời gian. Một cái chuyên nghe gọi, một cái để chuyên lướt web thì nó sẽ dơ cái thời gian về độ pin. Và một cái điều đặc biệt nữa là cái điều này Kỳ Lân cũng thấy nó đơn giản nhưng mà nhiều khách chưa biết, và Kỳ Lân cũng bật mí luôn. Thì ở xã hội bây giờ, ở thời buổi bây giờ thì những nhà mạng cho phép chúng ta chuyển cuộc gọi. Ví dụ như chúng ta dùng một cái sim để chuyên lướt web, để chuyên dùng 3G để mà lướt web, làm việc online vô một chiếc smartphone, và cái sim đó mình chỉ để lướt web thôi, làm việc thôi, và cái sim chính mình sẽ để ở trong đây mình nghe. Thì khi mà người ta gọi thì mình nghe trong đây, làm việc trong đây, và cái kia mình để lướt web, là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là khi sim chính chúng ta vẫn để ở trong chiếc smartphone, vẫn để nghe, vẫn để làm việc online, vẫn để lướt web và vẫn để nghe gọi trên đó luôn. Nhưng có một cái chế độ là chuyển cuộc gọi. Chế độ chuyển cuộc gọi thì có 4 cơ chế. Thứ nhất là chúng ta chuyển tiếp. Đầu tiên là mình bật chế độ luôn chuyển tiếp, tức là khi có một người nào đó gọi trực tiếp vào cái số chính trên cái máy smartphone đó thì tự động auto bắt buộc sẽ chuyển qua cái số này, là số khuyến mãi của mình đi, số để chuyên nghe gọi thôi, chuyển qua bên này thì mình nghe. Tức là khi người ta gọi vào một cái số kia, số chính trên chiếc smartphone, thì ngay lập tức nó sẽ chuyển cuộc gọi đổ về cái số này của cái 88 mình đang dùng hoặc là cái Vertu mình đang dùng, là số này là số bình thường thôi, mình cứ nghe, mình nghe. Và khi mình gọi lại thì mình chỉ cần lấy cái số chính mình gọi đi cũng được, còn số này mình để chuyên nghe thôi, để mà nó giảm thời lượng pin lại á. Khi mà gọi trên chiếc iPhone hay là chiếc, khi mà người ta gọi đến chiếc smartphone và chúng ta chiếc đó là cũng là lướt web, làm việc online và vừa nghe gọi thì rất nhanh hết pin. Nên khi mình để chế độ auto chuyển cuộc gọi qua cái này thì mình nghe bên này là mình sẽ giảm được thời lượng pin của máy kia xuống. Chế độ thứ hai chuyển cuộc gọi là
chuyển tiếp khi máy bận, tức là mình cài đặt khi máy kia mình bấm máy bận, hoặc là mình đang bận, mình đang nghe điện thoại trên cái máy kia đi, máy smartphone đi, thì tự động sẽ chuyển cái cuộc gọi đó qua bên số này để mình có thể là lát mình thấy cuộc mà nhớ mình gọi lại, hoặc là mình tắt cái bên kia mình lấy mình gọi lại luôn, hoặc là mình gọi lại máy kia luôn. Và cái chế độ thứ ba là chuyển tiếp khi không trả lời tầm bao nhiêu giây đó, 20 giây chẳng hạn đi, thì khi mà một người nào đó gọi vào cái số smartphone số 9 mà mình không nghe máy, hoặc là mình thấy mình không muốn nghe máy để nó chuyển qua đây, hoặc là mình chưa kịp nghe máy thì nó sẽ chuyển qua đây, thì mình cứ nghe qua đây. Có nghĩa là người ta vẫn gọi vào số 9, trong cái danh bạ bên kia hiển thị là vẫn cái người gọi đó vẫn gọi vào cái số 9 của mình, nhưng mà mình nghe bằng cái số phụ, bằng cái máy này, nhưng mà người gọi vẫn hiểu là đang gọi bằng cái số 9 cho mình. Và cái chế độ thứ tư là chế độ cuối cùng của chuyển cuộc gọi, có nghĩa là chuyển cuộc gọi khi ngoài vùng sử dụng dịch vụ, tức là khi mất sóng độ, khi mà điện thoại hết pin đó, thì tự động. Bình thường thì cái máy chính smartphone mà mình đang dùng á, ai gọi vô đều ở chung bên đó hết. Ví dụ như mình để vậy đi, mà mình chọn chế độ là chuyển khi ngoài vùng phủ sóng. Có thể là trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày này qua ngày nọ thì không thể mình control được hết tất cả các ngày là mình sẽ đảm bảo được pin nó xuyên suốt. Có những lúc hết pin mình không thể nào xử lý kịp được, ví dụ như là quên đem sạc hoặc là đi gấp ở ngoài một nơi xa không thể sạc pin được, thì điện thoại hết pin đột ngột đi, thì khách hàng gọi đến hoặc là ai đó gọi đến mình những cuộc gọi quan trọng, thì tự động nó sẽ chuyển vào cái máy 888 này mình nghe. Có nghĩa là mặc dù số 9 đã hết pin rồi nhưng mà ai đó gọi đến thì nó đều chuyển qua máy này mình nghe, là không bị gián đoạn. Tính năng này rất là hay, tức là khi người ta gọi cho mình mà điện thoại mình vô tình bị hết pin mà mình không control được, thì tự động nó sẽ chuyển qua cái máy phụ này mà cái 888 này mình xài, mình nghe. Và một chiếc 888 thì nó chỉ phục vụ chuyên về nghe gọi thôi, cực kỳ tốt. Và như bác nào, quý khách nào đang xài 888 hoặc đã từng xài rồi thì chắc chắn không thể phủ nhận được về vấn đề âm thanh, chất lượng âm, nghe gọi nó rất tốt, chống nhiễu âm, tập âm rất là ok. Và cái âm thanh, cái độ sóng âm của nó không có gây đau đầu, nó gây cho mình nghe thoải mái, dễ chịu vô cùng. Chính vì vậy, rất nhiều quý khách, nhiều bác doanh nghiệp, nhiều quý doanh nhân đã sử dụng nó từ xưa đến giờ và không thể nào mà thay thế sản phẩm khác vào những chiếc 888 và chiếc Veto được. Nó là như vậy. Rồi, Kỳ Lân đang tiến hành lấy một chiếc điện thoại smartphone thử gọi qua số 888 nha. Rồi, tính năng hay nè. Là im lặng, vẫn còn gọi. Tính năng lật úp lại là nó im lặng. Hay lắm, như đang ngồi trên bàn làm việc đi, mình để điện thoại lên bàn làm việc đi, mà lỡ đang nói chuyện quan trọng đi, mà người ta gọi đến mình chưa muốn nghe máy thì mình chỉ lật úp điện thoại lại thôi, là nó sẽ im lặng, vẫn còn nói chung. Alo, Kỳ Lân nghe. Alo. Rồi thì có một tính năng nữa là rất nhiều người thích từ xưa đến giờ về 888 là gõ hai cái vào màn hình sẽ lên màn hình đồng hồ. Đó rất là hay. Ví dụ như chúng ta đang để trên màn hình như đi, để trên cái bàn làm việc, đang ngồi họp, đang ngồi làm việc, điện thoại thì để kế bên, đến các bạn. Ví dụ muốn biết mấy giờ nhìn vô điện thoại thì không thấy gì hết đúng không? Chúng ta chỉ cần gõ vào màn hình hai cái như thế này nè, chỉ cần gõ vào đây hai cái lên giờ. Chế độ màn hình giờ analog rất đẹp. Rồi, trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã xem clip về chiếc điện thoại 888 đặc biệt này, chiếc 888 đúc bằng vàng nguyên khối hết. Đến đây đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Kỳ Lân. Kỳ Lân hy vọng là sẽ phục vụ nhiều clip hấp dẫn sắp tới. Vì vậy Kỳ Lân mong muốn rằng là tất cả quý khách hãy ủng hộ bằng cách là subscribe kênh YouTube cũng như là like theo dõi fanpage này để mà cập nhật liên tục những sản phẩm hấp dẫn cũng như là những chủ đề cực kỳ hay và những sản phẩm đẳng cấp của Kỳ Lân Luxury. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.